Thầy mình chào quý nhà bà con cô bác nha. Hôm nay bên em hoàn thành xong cái con máy dân ma 3T75 giao về cho anh Trang ở Cờ Đỏ Cần Thơ. Con này đẹp căng xà beng nha bà con. Còn mới tinh. Chút nắp chi lát nào mới vừa vệ sinh ra. Trong thời gian làm mình không có vệ sinh thì nó xấu dữ lắm nha. Vệ sinh ra thì đẹp lắm. Cục này là màu vàng cầu sắt. Tất cả sắt hết. Mua được cái cục inox nha bà con. Cục inox bánh trứng. Lắp đặt 35. Ống màu. Mã nguồn 6 ly. Có chế sạc không nha bà con. Sạc để đi đánh nhà Hú Quế mà. Để cho anh Giang ở Cần Thơ. Đây cái bóp có được một máy tinh này. Mà 3T75 chụp bảo vệ đi qua rồi luôn. Máy cũng đẹp tinh tươi nha bà con. Bà con nào nhu cầu sử dụng calo liên hệ em là 0918782120 nha bà con. Này là 3T75 tua 3.6, thì năng này 27 ngựa. Nó thuộc dòng bét kim. Bét kim thì nó ít đằng dầu. Đằng lát dài là 3m5 phân. Chạy dài là 3m1 7 phân. Xài dung dịch hai cánh cùi dày. Cùi dài chứ không phải cùi dày nha. Còn chân nền sử dụng bánh nền dày 8 ly. Chụp bảo vệ Uli. Đây là kênh YouTube của em à. Công ty cánh xịn 0918782120 mới vừa gửi ra xong. Trong bộ con này đâu đó khoảng 30 triệu bà con. Khoảng 30 triệu rồi. Để dùng nước ngọt. Còn bà con nào cần xài alo em 0918782120 không? Xin cảm ơn bà con.